Ờ, không biết các em đã xem được chưa? Ai xem được rồi thì comment ở dưới giúp anh nhá. Các em đã xem được chưa nhỉ? Ok, anh đã thấy các bạn comment ở dưới. Ok, à, chắc là được rồi đấy. Lúc nãy mạng là do mạng hơi bị chập chờn một chút. Anh vừa thay đường dây mạng rồi. Thì bây giờ các em sẽ xem tốt hơn nhé. Hiện tại anh mới thấy có một người đang xem. Không biết các bạn đi đâu hết rồi. Vừa bị lag cái là không biết các bạn đi đâu hết mất rồi. Đây thì anh sẽ, bây giờ anh sẽ tiếp tục. Những Bakugan này hiện tại bên anh thì là những Bakugan bị mất hộp ấy. Thì anh sẽ làm quà tặng cho các em trong video trực tiếp tiếp theo. Ở video tiếp theo thì các em nhớ chú ý nhá. Anh sẽ phát vào khoảng tầm 6 giờ chiều. Anh sẽ phát vào khoảng tầm 18 giờ tức 6 giờ chiều ấy. Thì anh sẽ thông báo lịch cụ thể để các em có thể tiện tham gia. Thì anh sẽ lấy các Bakugan hoặc là một số đồ chơi khác để làm quà tặng cho những bạn chúng mini game. Tiếp theo anh sẽ chuyển sang một đồ chơi khác. Anh sẽ để tạm Bakugan sang một bên. Đây chính là một bộ đồ chơi đồng hồ Ben 10. Hôm trước thì anh có giới thiệu cho các em một đồng hồ Ben 10 chiếu được 30 hình của Ben 10. Thì hôm nay anh sẽ tiếp tục giới thiệu một bộ đồ chơi Ben 10 khác. Đây chính là đồng hồ Ben 10 có hình siêu nhân phát sáng 3D ở trên đồng hồ. Anh thấy các em có comment ở dưới. Bạn Quốc Nguyễn, em thích Bakugan đúng không? Thì để video trực tiếp hôm sau em tham gia đi. Thì anh sẽ có phần quà tặng cho những bạn chúng mini game là Bakugan đấy. Thì em nhớ để ý tham gia nhé. Trên tay anh đây là đồng hồ Ben 10 chính hãng Bandai này. Các em có thể nhìn thấy cái chữ ban huy hiệu Bandai này. Ở trên là CN Cartoon Network này, Bandai.com. Hàng chính hãng Bandai này thì dùng rất là tốt. Đây mặt sau cũng có cả mặt sau cũng có chữ Bandai này. Đây chính là hàng nhãn. Còn những hàng khác mà không có huy hiệu của Bandai này, không có biểu tượng Bandai và chữ Cartoon Network này thì đều là hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bên vua đồ chơi bên anh thì cung cấp hàng chính hãng cho các em có thể chơi được tốt nhất, đồ chơi bền nhất. Có một bạn hỏi bạn Huy Dragon hỏi anh là cái vũ khí Minecraft này thì em chờ một chút nhá. Anh giới thiệu xong cái Ben 10 anh sẽ giới thiệu về cái vũ khí Minecraft đó. Nếu em muốn mua thì em có thể liên hệ với anh qua số điện thoại ở dưới. Một lát anh sẽ để lại địa chỉ và số điện thoại ở dưới phần mô tả video nhé. Hoặc là em có thể liên hệ trực tiếp với anh qua số điện thoại 0968 016 116.
Anh đã thấy số lượng các bạn đang xem lên đến 22 rồi. Thì anh sẽ chờ thêm một chút nữa. Cho số lượng người tăng thêm một chút thì anh sẽ bắt đầu giới thiệu tiếp đồ chơi. Các em muốn anh làm về đồ chơi gì ấy thì các em có thể comment ở dưới tên đồ chơi đó. Anh sẽ làm đồ chơi đó trong video trực tiếp tiếp theo. Ok, bây giờ thì anh sẽ không chờ đợi nữa, anh sẽ bóc luôn bộ đồng hồ bên 10 này đi. Đây chính là một chiếc đồng hồ bên 10. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ thấy huy hiệu bên 10 này. Đằng sau thì chúng ta có thấy một chỗ để lắp pin. Đây chính là công tắc on off. Các em có thể thấy khi anh bật on là đèn nó sẽ nhấp nháy. Ok, đây chính là một hình mà Ben 10 có thể biến thành này. Nó đường nó làm bằng nhựa dẻo và trong suốt. Ok, lại được rồi, vừa xong lại hơi bị lag một chút. Đây, bây giờ anh sẽ lắp cái hình siêu nhân này lên mặt đồng hồ này. Ok. Các em xem được chưa nhỉ? Bởi vì vừa xong nó có bị ngắt một chút. Không biết các em đã xem được chưa? Ai xem được gõ 1 ở dưới giúp anh ơi. Hôm nay là hôm đầu tiên anh phát trực tiếp ấy, nên là cái khâu chuẩn bị mạng cũng chưa được tốt lắm. Thì anh sẽ rút kinh nghiệm vào lần tiếp theo. Ok, anh thấy các bạn đã gõ được rồi. Ok, ok, được rồi. Bây giờ thì anh sẽ thử các chức năng của cái đồng hồ này. Ở bên này sẽ có một nút bấm. Khi anh ấn thấy nó phát sáng và trồi lên. Anh sẽ tắt điện để các em nhìn rõ hơn. Cháy chút anh tắt điện nhé. Đây các em có vẻ như cũng đã thấy rõ rồi. Ở trong bóng tối thì đồng hồ Ben 10 này khá là đẹp. Sẽ có một tiếng kêu ở trong đồng hồ phát ra. Anh để gần em nhìn rõ hơn. Đây chính là đồng hồ Ben 10 phát sáng 3D. Anh sẽ bật lại điện. Ok.
Anh thấy một số em comment là không coi được là sao nhỉ? Bị lát mạng hay như thế nào? Một số em bảo cho coi mặt thì để video sau đi. Video sau anh sẽ cho các em xem mặt anh, bởi vì hôm nay anh chuẩn bị cũng chưa kỹ lắm ấy. Tiếp đến anh sẽ giới thiệu một đồ chơi nữa. Anh sẽ bỏ cái đồng hồ bên 10 này ra. Đây là một vũ khí trong Minecraft. Cảm ơn Huy Nguyễn nhá. Huy Dragon, cảm ơn Huy Dragon. Đây là một vũ khí trong Minecraft. Nếu để ở bình thường này thì nó có hình một chiếc rìu, cầm khá là vừa tay. Và khi chúng ta ấn vào cái một cái nút ở đầu này thì sẽ phát sáng và phát ra tiếng kêu. Và có một chức năng nữa, đó chính là các em rút cái phần thanh này ra, phần đầu ra, thì sẽ thành một thanh kiếm có răng cưa. Răng cưa này được làm bằng xốp, khá là mềm. Đây, anh sẽ làm lại. Rút ra thành một thanh kiếm trong Minecraft. Bạn Hồng Nguyễn, anh mua ở Hà Nội em nhá. Thì nếu mà em cần thì em cứ liên hệ với anh. Anh sẽ gửi cho em. Cái kiếm Minecraft này là có giá là 200.000. Thì em đồng ý thì em cứ liên hệ với anh. Anh sẽ để số điện thoại, địa chỉ ở dưới phần mô tả. Đây chính là kiếm trong Minecraft. Khi không dùng nữa chúng ta có thể chuyển về chế độ rìu. Bạn Quốc Nguyên, anh chưa ăn trưa em ạ. Một lát nữa anh làm video trực tiếp xong thì anh sẽ ăn. Bây giờ thì các em muốn anh giới thiệu đồ chơi gì thì các em có thể comment ở dưới. Anh sẽ lấy đồ chơi đó và giới thiệu cho các em. Các em comment ở dưới giúp anh tên đồ chơi các em muốn đi. Thợ sen trứng rồng hay là chiến long xạ thủ hay là chiến xa thần thú thì các em comment ở dưới. Bạn Quốc Nguyên, hắc long hỏa diệm, đồ chơi này thì anh lại chưa có mất rồi, thì em comment ở đồ chơi khác đi. Vì hôm nay là lần đầu tiên anh làm ấy, chưa có lịch cụ thể ấy, thì lượt tương tác nó sẽ hơi ít. Ở các video trực tiếp sau thì anh sẽ có lịch phát trực tiếp cụ thể hơn, để các em có thể sắp xếp thời gian xem được thuận tiện hơn. Bạn Liêu Giang, đây Minecraft, đây kiếm Minecraft. Xin lỗi các em nhé, mạng lại hơi bị lag. Anh cũng không hiểu tại sao hôm nay mạng nó lại lag như vậy. Ok, không biết các em đã xem được chưa. Anh thấy mạng tín hiệu lại trở lại tốt rồi.
Các em muốn xem chiến long xạ thủ hay là thợ săn trứng rồng? Các em muốn xem anh làm về linh thú nào thì các em comment tên giúp anh. 7 viên ngọc rồng em, 7 viên ngọc rồng thì đồ chơi này anh sẽ tìm và mua về để làm video. Hiện tại thì bên anh chưa có cái đồ chơi 7 viên ngọc rồng. Các em vừa comment thợ săn trứng rồng hay là chiến long xạ thủ hay là chiến xa thần thú thì các em comment tên giúp anh linh thú nhá, để anh lấy cho chính xác. Các em comment tên đồ chơi muốn anh làm và xem thử thì các em cứ comment tên ở dưới. Bạn Liêm Nguyễn. Bạn Liêm Game Link, Bakugan này lần sau anh sẽ làm quà tặng trong mini game đấy, thì em nhớ tham gia nhé. Anh sẽ thông báo lịch cụ thể ở lịch cụ thể sau để các em tiện tham gia. Anh không thấy các em comment đồ chơi gì nhỉ? Thì hay các em có thể suy nghĩ đi, để lần sau anh sẽ làm về chiến long xạ thủ hoặc là chiến xa thần thú, không thì là thợ săn trứng rồng. Bên anh thì có nhiều đồ chơi lắm, thì để lần sau anh sẽ giới thiệu thêm cho các em. Còn bây giờ thì ok, anh thấy các bạn đang comment là Thiết Sư Vương với cả Giáp Phi Long. Ok, anh sẽ làm về Thiết Sư Vương nhé. Các em đợi anh một chút. Đây chính là Thiết Sư Vương trong thợ săn trứng rồng. Anh sẽ để mấy đồ chơi ra xa một chút. Ok Quốc Nguyễn, đây là Thiết Sư Vương. Bạn Liêm Game Link Hỏa Chiến Long thì để video trực tiếp lần sau đi. Video trực tiếp lần sau anh sẽ làm Hỏa Chiến Long. Anh thấy 3-4 bạn yêu cầu anh là giới thiệu cho về Thiết Sư Vương. Bây giờ anh sẽ bóc bộ đồ chơi này ra. Các em có biết Thiết Sư Vương là linh thú của bạn nào trong phim không? Các em comment giúp anh tên chủ nhân của Thiết Sư Vương nhé. Bạn Mi Nguyễn có bảo anh làm Nepgun. Nepgun ok. Thì các em cứ comment tên ở dưới các đồ chơi đi, anh sẽ cố gắng mua về và bóc chơi thử cho các em xem.
Ok, đây chính là thiết sư vương. Với các tấm thẻ bài kỹ năng, thẻ bài triệu hồi, thẻ bài triệu tập. Với màu chủ đạo là màu cam, pha một chút màu vàng. Ok, chủ nhân của thiết sư vương chính là Ray. Bây giờ anh sẽ triệu hồi bạn thiết sư vương này bằng tấm thẻ bài triệu tập. Có vẻ như không thành công lắm, chờ anh chút. Bây giờ anh sẽ xoay bạn thiết sư vương, rồi sẽ dùng tấm thẻ bài triệu hồi phi vào. Các em xem được chưa nhỉ? Anh vừa ấy một chút mà lại bị lag mất rồi. Ok, anh đã thấy các bạn đang xem được rồi. Lượng người xem thì đang giảm, chắc là do hôm nay mạng hơi bị lag, ngắt quãng. Ok, bây giờ anh sẽ tiếp tục. Anh sẽ xoay bạn thiết sư vương này và sẽ nhắm lia thẻ bài vào. Ok, triệu hồi linh thú thành công, thiết sư vương đã triệu hồi. Anh sẽ xem điểm ở dưới. Vào ô màu xanh ra trời, không điểm. Anh sẽ triệu hồi lại một lần nữa. Đây. Ừ thì hai đồ chơi này, thiết sư vương trong thời gian trứng rồng và Bakugan nó na là giống nhau. Chỉ khác nó là hình chi tiết thì khác một chút và to hơn thôi. Ok, triệu hồi linh thú thành công, thiết sư vương. Đây, anh sẽ giới thiệu các em tấm thẻ, các tấm thẻ bài kỹ năng. Đây là một tấm thẻ bài kỹ năng này. Hai tấm, ba tấm. Một tấm tấn công bằng sóng siêu âm. Một tấm tấn công. Đây hình như là chế độ truy kích trong kỹ năng này. Tấm thẻ kỹ năng chế độ truy kích. Còn tấm này thì như là mê hoặc, anh không nhớ rõ lắm. Một trong các skin ở trong thợ săn trứng rồng. Ok. Hôm nay chắc anh sẽ dừng video trực tiếp ở đây, bởi vì do vấn đề mạng nó hơi bị kém ấy. Thì lần sau anh sẽ xử lý cái vấn đề này tốt hơn để các em xem được tốt nhất. Và bây giờ thì anh xin chào và hẹn gặp lại các em. Ok, xin chào các em nhé. Anh thấy mấy bạn vẫn đang theo dõi. Chào em, chào Mai Nguyễn.
Ok, chào Leon Gaming. Ừ, Khúc Nguyễn đây, anh đây. Anh đang nghe đây. Ok, Mai Nguyễn. Ở video trực tiếp sau thì anh sẽ giới thiệu nhiều đồ hơn. Hôm nay do anh chuẩn bị chưa được kỹ lắm. Cảm ơn cô Nguyễn. Các em cũng muộn rồi, các em cũng đi ăn trưa đi và nghỉ ngơi một chút. Anh cũng đi ăn rồi, anh cũng đói rồi. Ok, xin chào em.